Xin chào tất cả các em. Như các em đã biết là chương trình vật lý 11 ở thời điểm này đã chuyển qua cái phần mắt và các dụng cụ quang học. Nếu chúng ta để ý một cách tổng thể các môn học, trong đó có vật lý và môn văn, thì chúng ta sẽ thấy, sẽ tìm tòi ra những cái điều khá là thú vị ở góc cạnh này, ở khía cạnh kia có liên quan đến nhau. Thầy không biết là có ý đồ trước hay không, nhưng có vẻ là người sắp xếp chương trình của vật lý văn học 11 khá là thú vị. Ở chỗ, ở thời điểm này về vật lý thì học về quang hình học liên quan đến sự truyền của các tia sáng ở các dụng cụ quang học. Thì ngay lập tức môn văn học học kỳ 2 xuất hiện bài Đây thôn vĩ dạ với một cái hình ảnh giàu ánh sáng, giàu màu sắc. Thì chúng ta cùng với thầy để đi tìm hiểu những cái khía cạnh mang ý nghĩa, mang cái kiến thức liên quan đến vật lý ở chỗ này, để làm tăng thêm, đa dạng thêm cái ý về về văn học, để cái sự logic, để có cái sự đa dạng, để có cái sự thú vị nó tuyệt vời hơn, làm cho chúng ta cảm thụ được cái bức tranh sắc màu của thôn vĩ dạ hay hơn. Trước tiên chúng ta sẽ cùng vào bài Đấy thôn vĩ dạ. Sao anh không về, sao anh không về chơi thôn vĩ? Nhìn nắng hàng cao nắng mới lên, vườn ái mướt quá xanh như ngọc, lá trục che ngang mặt chữ điền. Gió theo lối gió mây đường mây, dòng nước buồn thiêu hoa bập lay. Thuyền ai đậu bến sông trăng đỏ, có chờ trăng về kịp tối nay. Mơ khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Có lẽ để phân tích bài thơ này, chúng ta nên chia thành 3 đoạn. Và từ đoạn 1 chúng ta phân tích 4 câu, trong đó cái hình ảnh với đây thiên vĩ dạ nó đẹp như thế nào, thể hiện tâm hồn của tác giả gửi gắm qua đây với nội dung sâu sắc và lãng mạn ra sao. Nói về cái bức tranh về thôn vĩ dạ, chúng ta sẽ thấy mở đầu bài thơ tác giả đưa ra một câu hết sức tha thiết: sao anh không về chơi thôn vĩ? Ở đây có thể hiểu đó là lời của một cô gái trách móc một chàng trai lâu nay không về thăm thôn vĩ. Cũng có thể là lời của chàng trai về chơi thôn vĩ, lâu lắm không được về thăm quê hương, thăm nơi có cảnh vật rất là nên thơ. Sao anh không về chơi thôn vĩ? Từ chơi rất nhẹ nhàng. Về chơi mà anh có về được đâu, bởi lúc đó nhà thơ Hàn Mặc Tử đang trong cái nơi mà cấm biệt ly, với cách ly với bên ngoài để còn chữa căn bệnh. Đó là bệnh phong. Sau đó nhà thơ cũng đưa chúng ta đến một cái khung cảnh cực kỳ đẹp đẽ, lãng mạn, tinh khiết của một buổi sáng ở Huế. Nhìn nắng hàng cao nắng mới lên. Ở đây không phải là nắng buổi trưa mà nắng buổi sáng. Buổi sáng với những giọt sương long lanh tinh khiết, thể hiện cho một không khí cực kỳ trong lành và lãng mạn. Về khía cạnh vật lý ở đây thì buổi sáng cũng cực kỳ tuyệt vời cho những tia sáng len lỏi vào những hơi sương, tạo thành những cái thấu kính, thành những cái lăng kính giúp cho tia sáng được tán sắc. Và cả khu vườn đó như một viên kim cương có sự tán sắc ánh sáng, cho nên có một hình ảnh quá đẹp như một chiếc nhẫn kim cương long lanh đầy màu sắc. Nhưng lại vào sáng sớm nó tinh khiết, cho nên chúng ta cảm giác nó rất mỡ màng của một khung cảnh và buổi sáng với nhiều cây xanh để cho chúng ta có một không khí trong lành. Nhìn nắng hàng cao nắng mới lên, vườn ái mướt quá xanh như ngọc. Ngọc màu
dịu dàng, quyến rũ như là kim cương. Và chúng ta nhớ ở đây cái thông tin cực kỳ thú vị về vật lý, đó chính là tán sạc ánh sáng với các lăng kính là hơi sương bốc lên vào buổi sáng sớm tạo thành, lắng đọng trên các lá cây long lanh như ngọc. Vườn ái mượt quá xanh như ngọc, lá trục che ngang mặt chữ điền. Mặt chữ điền chắc chắn là mặt của người đàn ông mẫu mực ở thời kỳ đó. Người có khuôn mặt, khuôn thước mặt vuông thể hiện cho một chàng thanh niên đẹp, mặt vuông vức. Rồi là cảm giác có một chàng trai rất khỏe mạnh tuấn tú. Đó là gương mặt rất đẹp, rất đẹp. Lại có cái sự lãng mạn của cái lá trục che ngang qua mặt. Có vẻ đó là nguồn gốc cho nên bây giờ rất nhiều thiếu nữ là chụp ảnh là che một tay hoặc là lấy lá che một bên, nhưng không phải là che ngang mà là che thẳng đứng, làm cho khuôn mặt bớt vuông đi, khả năng chuyển sang gương mặt trái xoan già dễ dàng hơn, đẹp hơn. Người béo che đi thì cực kỳ đẹp đẽ. Lá trúc che ngang mặt chữ điền. Hôm sau khi học xong cái đoạn thơ này thì các bạn thử chụp ảnh xem gương mặt của các bạn to như thế nhưng mà che một phần lá trúc xem có đẹp hay không. Chưa kể đến cái màu xanh của lá trúc. Chúng ta cùng chuyển sang đoạn thứ hai. Gió theo lối gió, mây đường mây, dòng nước buồn thiêu, hoa bập lay. Gió của khung trời có lẽ thời điểm này là đầu mùa hạ. Tại sao thầy nói là đầu mùa hạ? Bởi vì có hoa bập. Hoa bập là hoa ngô, thường ra vào đầu mùa hạ. Gió thì khá là nhẹ nhàng, gió nhẹ nhàng cho nên là mây lững lờ trôi. Mây lững lờ trôi, nước lững lờ trôi, rồi hoa lá khẽ rung rinh theo gió. Vì là gió nhẹ cho nên là cái mây lang thang không theo đường lối gì cả. Vì thế người ta mới có câu thơ gió theo lối gió, mây đường mây. Gió thì thổi một kiểu nhưng mây lại bay một kiểu, không theo đường lối nào. Cũng nói đến cái tâm trạng rối bời của tác giả. Rất rối bời mông lung, rất muốn về để thăm thôn vị, nhưng không về được, lòng bồn chồn, lòng buồn bã. Cho nên là cảnh vật cũng buồn theo. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, đúng không ạ? Thế trước mắt tác giả nhìn thấy một hình ảnh cũng cực kỳ quyến rũ. Đó là hình ảnh trăng soi xuống mặt nước, đợi từ sáng đến tối. Hình ảnh dòng sông Hương quá đẹp. Thuyền ái đậu bến sông trăng đỏ, những tia sáng, những ánh sáng từ trăng mát dịu. Tia sáng mát bởi vì mặt trăng là vật sáng. Vật sáng là những vật mà hắt lại ánh sáng từ nguồn sáng tới. Cụ thể ánh sáng này là từ mặt trời chiếu vào trăng, cho nên chúng ta không cảm thấy bị nóng mà ánh sáng này rất mát. Lại vào một buổi tối, có gió se se trên mặt hồ, cảm giác lãng mạn vô cùng. Lấp lánh, gió thổi vào mặt nước, lấp lánh rồi ánh trăng soi vào, tạo ra những cái sự khúc xạ, phản xạ, rồi là tán sắc. Thì hình ảnh long lanh trên mặt nước quá đẹp, lại hắt lên một con thuyền thì lãng mạn vô cùng. Thuyền ái đậu bến sông trăng đỏ, nhưng muốn đưa cái trăng đó về với ta thì quả là khó khăn. Muốn đưa cái đẹp cũng muốn, nhà thơ cũng muốn gửi gắm vào đó một hình ảnh mong muốn mòn mỏi là về với thôn vị, nơi anh sinh ra, nơi nhà thơ sinh ra, có chợ trăng về kịp tối nay. Không biết là về kịp để làm gì, hay là cô gái chuẩn bị đi lấy chồng, rất sốt ruột, đang nằm ở trại Phong, Tuy Hòa. Tại Phong Tuy Hòa mình nhớ về một người thương, người nhớ ở nhà, rất mong muộn,
mong mỏi là muốn về. Sao anh không về chơi thôn vị? Rồi là có chợ trắng về kịp tối nay, không kịp người yêu đi lấy chồng mật rồi. Chúng ta cuộn chuyển sang khổ thứ ba. Lại là sự mơ hồ, mong muốn có một người nào đó, muốn gặp một người nào đó nhưng trong tình trạng mơ hồ như đang là mơ ngủ, mập mờ không rõ. Mơ khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra. Mơ khách đường xa, tức là nó đang vượt ngoài tầm mắt của ta, cho nên chúng ta không nhìn rõ được. Bởi vì ánh sáng mà chiếu vào một vật màu trắng tinh khôi, thì rất khó chúng ta thu được hình ảnh. Lại là lồng vào hơi sương, sương trắng, áo trắng, đường xa, rất khó nhìn. Tức là hình ảnh tạo bởi thấu kính của mắt thì nó nằm ngoài vùng nhìn rõ của mắt, cho nên nhìn mờ mờ, ảo ảo, mặc dù mắt chúng ta đã điều tiết tối đa hoặc là cố gắng điều tiết để cho hình ảnh nó đẹp hơn, nét hơn. Những cái hình ảnh màu trắng này cũng gợi cho chúng ta nhiều điều suy nghĩ mà ít giáo viên dám phân tích. Người Huế có đặc trưng là màu áo tím mộng mơ, nhưng ở đây là tà áo trắng. Có lẽ hình ảnh của một cô gái chuẩn bị đi lấy chồng, cho nên có màu áo trắng, màu áo cưới, màu áo cô râu. Đó là khía cạnh mà thầy vật lý nghĩ ra. Không biết là Kem có đồng cảm với chuyện này hay không? Đó cũng là một suy nghĩ chúng ta cũng nên cân nhắc. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, hình ảnh sương khói vào một buổi tối, hoặc kể cả buổi sáng và lẫn vào màu trắng của áo, lại đằng xa xa thì rất khó phát hiện. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Tức là dựa vào hình ảnh mờ nhòe để muốn trách móc, hay muốn hỏi, hay muốn nghi vấn một điều gì đó. Không biết mình ở đây người ta có còn nhớ đến mình hay không? Ai biết tình ai có đậm đà, rất da diết, rất da diết, rất đau thương. Có lẽ cảm giác lực bật tòng tâm là xảy ra ở đấy. Đó là những ý mà thầy muốn trao đổi với chúng ta qua bài thơ Đây thôn vị dạ. Tất nhiên chúng ta phải dùng những cái ngôn ngữ hết sức trong sáng, hết sức văn học để có thể phân tích một cách đẹp đẽ hơn, tuyệt vời hơn, sâu sắc hơn, kèm thêm những khía cạnh đẹp đẽ của môn vật lý. Chúc các em có một học kỳ 2 đạt kết quả cao với nhiều bài thơ, nhiều tác phẩm văn học với sự hứng thú cao nhất. Đây chỉ là khía cạnh của thầy giáo vật lý phân tích cho vui mà thôi. Các em đừng lấy đó mà viết vào kẹo, điểm thấp thì đừng có trách. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các em.